Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe này Accent số sàn bản thiếu ạ, hay gọi bản bay đi ạ. Chiếc xe này Accent số sàn bản thiếu này khi mà sang đầu tháng 8 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 425 triệu ạ. À. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại đầu tháng 8 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 410 triệu thôi ạ. À. Tức là giảm giá cho anh em là 15 triệu tiền mặt anh à em nhá Vậy thì chiếc xe Nova Sen số sàn bản thiếu này. Làm nội đang là 483 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 161 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 455 triệu. Trả góp thì đang là 133 triệu ạ. Còn ở tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 464 triệu. Trả góp thì đang là 141 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 475 triệu. Trả góp thì đang là 152 triệu ạ. có muốn giá tốt hơn hay khuyến mại hay nào tặng phụ kiện là sao chi bài như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá ok tiếp theo giới thiệu cho anh về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản thiếu ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m440 rộng là 1m729 còn cao là 1m470 ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m60 và khoảng sáng cầm xe đó chính là 15cm em nhé. Về tổng thể chiếc xe này thì nó cũng khá là dài, rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo thiệu cho về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe này Accent số xa bản thiếu này nó được dập đổi rất là nhiều. Giúp cho chiếc xe được cảm giác nó được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và thể thao hơn ạ. Về phần đầu xe của chiếc xe này nổi bật đó chính là mặt lưới cơ lăng và cụm đèn phía trước ạ. Mặt lưới cơ lăng của chiếc xe này thì nó rất là to bản, Phiên bản này thì thiết kế nó đã to bản hơn Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn ạ Đây, giới thiệu cho trí hơn này Về cụm đèn phía trước của chiếc xe này Nó sử dụng là đèn halogen Phản xạ đa hướng nhé anh em nhé Và đèn gầm của chiếc xe này Nó sử dụng là đèn halogen đấy ạ Thiết kế của bản thiếu này thì nó khá là cơ bản Còn đối với cả bản đủ Số xa và đủ cũng như là bản đặc biệt Thì nó sử dụng là đèn halogen dạng dạng bi đấy ạ đó đây đèn gầm này cũng là như là đèn halogen này chiếc xe này thì nó sẽ không có đèn góc chiếu như giống như là bản đặc biệt đâu ạ đây. các tính an toàn về phần đầu xe chiếc xe này nó sẽ không có cảm biến góc trước đó là bản thiếu nên bản thiếu nó sẽ bị cắt đi rất là nhiều nhầm nhá Ok, giờ giới thiệu cho em về tổng quan cho em về phần uh, sườn xe của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản thiếu ạ. Sườn xe của chiếc xe này nó cũng được dập nổi khá là nhiều đấy ạ Giúp cho chiếc xe cảm giác được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và thể thao hơn ạ Về phần bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành sắt anh em nhé Vành sắt đấy ạ Vành 14 anh ạ à, Phanh đĩa thì chiếc xe này không có đâu ạ Nó sử dụng là phanh tăng trống Cho bên bánh trước và cũng như bánh sau ạ Phần sườn xe của chiếc xe này đấy ạ Về phần phía trên chiếc xe này nó sẽ là có ăn đèn xi nhan, nó sử dụng là xi nhan trên thân xe đấy ạ, không phải xi nhan trên gương giống như bản số xa bản đủ cũng như các phiên bản còn lại ạ. Về phần gương chiếu hậu nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe anh em nhá. tích hợp trên đấy sẽ là có điều chỉnh bốn mặt gương đấy ạ. Chiếc xe này nó sử dụng là cục gương nó sử dụng là cục bằng cơ. Nó không phải cục bằng điện ạ. Về chân kính của chiếc xe này nó sử dụng chân kính bằng nhựa thôi ạ. Về uh, tay nắm cửa của chiếc xe này rất là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa. Chiếc xe này thì nó sẽ không có chìa khóa thông minh đâu ạ, mà là chìa khóa cơ bằng cơ cắm trực tiếp. Nên sẽ không có nút bấm bên cánh cửa đâu nha anh em nhé Có đây giới thiệu cho em về phần uh, đuôi xe, phần đuôi xe của chiếc xe Nissan số sàn bản thiếu này, nó được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn chắc chắn hơn, thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. nổi bật về phần đuôi xe của chiếc xe này nó sẽ là có cụm đèn phía sau và mặt cản sau đấy ạ. Cụm đèn phía sau của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản thiếu này nó sử dụng là đèn halogen. Nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và thể thao hơn ạ. Các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này nó rất là tiếc, nó sẽ không có cảm biến lùi bốn mắt giống như số xa bản đủ hay cũng như camera lùi bản này bản thiếu sẽ cắt toàn bộ những cái như vậy em nhá anh em có thể độ thêm được đấy ạ về cản sau của chiếc xe này nó sử dụng là cản sau bằng nhựa thôi ạ còn đây giới thiệu cho em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì ở trong đô thị thì đang là 6 lít 66 Ngoài đô thị thì đang là 4 lít 74, kết hợp trung bình chỉ có là 5 lít 44 thôi ạ. Cho chiếc xe sử dụng là động cơ 1.4 ạ. Ok, giờ sang bên nội thất giới thiệu cho em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe này nó sử dụng là nội thất màu vàng be kết hợp với cả màu đen đấy ạ. Không gian nội thất màu vàng be giúp cho chiếc xe cảm giác nó được rộng rãi hơn và cũng sang trọng hơn ạ. Ghế của chiếc xe này nó sử dụng sử dụng là ghế lì anh em nhá. Ghế lì đấy ạ. Ghế chỉnh cơ. Còn bên cánh cửa nó sẽ là có các uh, không gian là màu vàng be kết với cả màu đen đấy ạ. Các nút bấm như là có là lên xuống kính cho bốn cánh cửa này. Khóa cửa, chốt kính đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho về bên hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai sẽ giống như hàng ghế đầu tiên. Ghế nó sử dụng là ghế lỉ. Ghế lỉ chỉnh uh, chỉnh cơ. Tích hợp thêm hàng ghế thứ hai nó sẽ là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ. Ghế của nó sử dụng là ghế màu vàng be kia vật với cả màu đen ạ. À. Ok em sẽ đi sâu bên trong giới thiệu cho em chị hơn về bên hàng ghế đầu tiên ạ. À. Giới thiệu cho em về về phần vô lăng này. Vô lăng của chiếc xe này nó sẽ sử dụng là vô lăng ba chấu ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ nó có đàm thoại dành tay điều chỉnh âm lượng ạ. À. Đây là những cái nút chờ nhầm nhá. Đó. <laughs> chiếc xe này là tu khí nó sử dụng là tu khí bên ghế lái thôi ạ về bản hồ tốc lô chiếc xe này thì cũng khá là cơ bản thôi sử dụng uh, lô cơ bản mà chiếc xe này nó sẽ không có màn hình giải trí đâu ạ đây chỉ là phần hỗ uh, hốc trở thì ạ về hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa cơ chỉnh tay ạ Đó, nó không phải hệ thống điều hòa tự động giống như bản đặc biệt đấy, anh em nhá về bản thiếu này thì nó sử dụng là uh, Phía dưới này nó chính là có cổng uh, sạc điện thoại này, cổng USB này. Cổng sạc điện thoại đây ạ. Về hộp số chiếc xe này nó sử dụng là uh, số sàn là uh, 6 cấp ạ. Phanh tay sử dụng là uh, phanh cơ. Bệ tí tay trung tâm được bọc ra. Đây. Có lại cho về tổng quan về phần uh, hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản thiếu. Rất là sang trọng nhầm mọi Đây cửa gió cho hàng ghế thứ hai này viền xung quanh đường macro chrome đấy ạ. Về phần động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.4 Kappa với công suất cực đại của chiếc xe này đó chính là 100 mã lực trên cho 6.000 vòng chiếc phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng chiếc phút ạ. Còn dung tích bình nhiên liệu nó đang là 45 lít ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này nó sẽ là có hệ thống phanh ABS ạ. Và một số các tính an toàn nó sẽ bị cắt đi như hệ thống cân bằng điện tử xe này hỗ trợ phanh khẩn cấp MBA này, hệ thống phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ càng dốc. Đấy, hay là gương chống chói tự động nó sẽ không có đâu ạ. Kiểm soát lực kéo, túi khí bàn này nó sử dụng là một túi khí cho bình ghế lái thôi ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có hai màu cho người chọn, đó chính là màu trắng và màu bạc ạ. Có duy nhất hai màu thôi ạ. Còn các màu còn lại như là màu đỏ, màu vàng cát, màu ghi vàng và màu đen. Bản số sàn bản thiếu này sẽ không nhà máy sẽ không sản xuất đâu ạ. Ok, vậy video này nó giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe này Accent số sàn bản thiếu này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em sẽ phép em ra dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW. Cũng như rất nhiều xe trên trưởng Nam. Để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em. Thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe. Tổng bánh và các chương trình khuyến bài ạ. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa em ạ.